Ayo, ngư ông nuôi cá. Ngày xưa là cô Tấm, nay là chú Tấm. Ký 10 ngàn là mình cho nó ăn, ký 12 ngàn là cho nửa ký 6 ngàn bạc đó. Cao nhã, không đưa không bao. Có tiền mới được. Còn ngày xưa này, cô Tấm chỉ là bớt cơm nguội thôi, giờ là chú Tấm là phải mấy bạn nào 6k. nè, trời Đâu rồi? xuống rồi, cá bóng bóng vừa chà bá luôn mấy bạn. Hồi nãy giờ đứng đâu? Hả, Nãy giờ nó nằm đâu? biết đâu đây, mình đang đợi đây để chui nè, chắc thích chỗ này rồi Anh, đây là, đây là con vàng này. Đi xong đây rồi. đấy. Tre Chơi trơn quá hả? hả? Tre rêu nó bám trơn. Anh vô vỗ nước này. Vô vỗ nước này. Vô vỗ cái nước này cho nó quen này, không nhìn thấy cái này, phải nhìn cá tra với cá tai tượng ăn nó mới sướng hả. Ộp ộp đấy, con gì ấy, cho cá tra. Sáng đập ầm ầm, tao nhã mọi người ơi, tao nhã. Chút lên, chút lên. Kìa. À, đi bài nữa. Con gì? Con. Tạm dừng đó. Đó đó, coi đó. Cái đó, coi vàng. Đó. Nè, coi vàng nè. Hai con vàng, còn mấy con kia đâu hết rồi. Tôi phải có mấy con kia à. Kìa kìa, quá trời rồi. Mấy ông tàu ngầm, mấy ông này đúng ghế tàu ngầm luôn nè. Mấy con đấy là mấy con mười mấy ký à? Chết bạn kìa, con đó làm thứ mấy à. Có anh chém rồi, anh quay này các con đi đâu rồi. Kìa kìa, hai con vàng này. Ở đó con vàng dẫn về các coi. Mấy con cá tra phá đám quá. Cá chép ăn nhẹ nhàng thôi. Đấy là ăn ấy thôi, lúc ăn ăn cỏ như heo. Cá tra bự cho bá kìa, cái trước mặt anh
con này chưa bự đâu. Không, con bên kia kìa, nãy có con bên kia. Ôi, bên kia kìa, tập trung bên kia kìa mọi người. Cái chép cái gì bên kia hết rồi kìa. Cái chép cái kia ở bên trái nè. Cái trang bên cầu bầy bên đây. Đâu? À, ừ, thấy tượng này. Đấy, con thấy tượng này. Siêu to khổng lồ nha. Thầy tượng này nhìn bự quá. Đấy, đấy, cá tra chưa? Chiên xù. Đầu lên gù rồi đó ha. À, thấy không nè, có lên nước cái đầu gù luôn rồi, thấy không? Có cục bên đen đó gì. Ừ, bú ác tính quá. Nhìn hạm đội cá tra ghê quá. Cái mấy con này không làm mấy con cá chép nhát. Nổi anh ơi. Cũng dạy mình. Đại gia thì chơi cá coi, mình chơi cá cha. Đúng không? Làm câu cá luôn nè. Làm cái câu đây được. Kìa, chép lên cả ba con kìa. Đủ ba con kìa. Đó. Coi nè, coi vàng. Mấy coi đủ màu. Đủ trạng, đủ dạng. Mấy gà da nó có chơi cá đồng tâm này, nhìn kìa. Không có lọc, không có oxy dễ nha mấy bác. Bác chơi ở cái tầm này nhân tạo hả? Ừ. Chơi có coi là chơi vậy nè, không oxy không có gì á, làm sao mấy cái hồ cái tốt bằng hồ được, nước tốt cỡ nào làm sao qua hồ được. Thế về mặt sinh lý cho cá thôi, còn về mặt độ chơi hưởng thụ thì cũng thôi. Nói chung em thích thì vẫn thích là làm hai hồ hả? Đấy. Đúng không? Đấy, như tai tượng cá chép vậy thôi chứ nhà mấy ông cá tra nhìn thấy ghê quá. Bốn cá con coi không biết sống nổi không à. Thấy cái hồ dở như vậy mà đẻ ra mình nó sinh sống được luôn, thấy nó đuôi là không có rồi đó, trứng nhiêu là tụi nó ăn sạch hết á. Ủa con gì ăn anh? Nó ăn ơi. Con cá tra này bự hả? Ừ, con nó dữ á, con nó mười mấy ký. À ơi, nhìn cái đầu nó kìa. Con nó tớp đầu á, năm sáu con đầu á. Mấy con? Năm con hả? Sáu. Đó, không phải. Không phải, đi ra kia rồi. Kìa. Đấy, cái con hướng về đây kìa. Con vừa táp chiếc lá ấy. Như con vàng này đây này, cái con này có bon thả này, con bé nhất đấy.
Hôm nay cũng hấp cá ấy. Đang mua cá. Nó bự nó quặn như mình nhảy bơ vậy đó. Đang mua cá diêu hồng hấp ấy à. Thấy trong trong thau có mỗi một con à. Tội tội. Cứu đệ luôn mà. Cứu đệ. Mua hai con nhưng mà làm một con thôi. Kìa anh cái đầu kìa. Đấy, con này con bự đấy. Cá bóng. Đó. À nó đó hả? Ừ. Sao nó cứ nằm nó dưới đây hoài à? Nó khoái, nó hay thì hình như nó hay ưa nằm trên lá sen hay sao hả? Thôi, bye bye, chào mọi người.